Tìm tôi chia đôi vì lỡ yêu đành thế thôi Tôi không tham lam vì có hai nàng đáng yêu Thì tôi yêu ai, tôi yêu thật lòng thiệt tha Tâm tư miên mang hỏi rằng hạnh phúc nên buồn hay vui Hai nàng như đóa hồng đã làm ngất ngây Trái tìm kẹt xi ngây dại khờ Tôi nguyên cầu cuộc đời đừng nhiều sóng gió Hai cuộc tình mà lòng mình can bối rối tôi vang trời được đèn lòng lìa cắt tình yêu tôi dù lòng mình rằng sẽ niềm đau nhưng tôi không thể xa người tôi yêu tôi trách mình vì mềm lòng để tim yêu đuôi bao nhiêu lần chuyện vui hồi lòng nghe sam hối yêu hai người vì để mình mình số đào hoa thôi lòng ngập tràn mộng ước tình trắng sao trong sáng trên bầu không gian không lẽ loi Mời anh Khỏi <laughs> Nè Em đang giặt áo cho người xem lưng đó hả Ít ra Anh cũng rất trân trọng những giây phút ở bên em Tôi chỉ muốn mọi người đọc Để tự rút ra kinh nghiệm bài học cho mình mà thôi <laughs> Em lấy em làm vật thí mạng hay sao Và lại Em nghĩ rằng Em nổi tiếng tới mức Người ta phải mua sách của em để đọc hay sao Em á Thì không có nổi tiếng nhưng mà anh thì có đó <laughs> Anh nghi ngờ lòng tốt của em với mọi người lắm Hay là em vì tiền Anh cũng thừa biết là Tôi chưa bao giờ nghĩ tới tiền mà Mà đặc biệt là đồng tiền đó liên quan tới anh Nhưng mà được nhìn thấy anh bối rối như vậy Tôi cảm thấy thú vị lắm <cười> <cười> Anh đã làm gì Để phải đối xử với anh như vậy chứ Bây giờ tôi mệt rồi Anh đi về đi Nè, cô cần bao nhiêu Cứ nói thẳng ra Nói thẳng một con số anh thật là rẻ tiền đứng vậy anh đi về cho tôi Mì, đi về ngay lập nè, tức nè, nè. đi nè. đi, đi. À, anh anh có sao không anh sao vậy trời ơi có sao không anh ơi anh sao vậy phát hả đưa ngay tôi tới bệnh viện gãy chân rồi nói ba con phản bội mẹ là không đúng à ba lừa dối mẹ nói như vậy á là chưa đúng lắm mẹ cũng không biết á là vì hoàn cảnh ba mới có hai vợ mà chứ ba không có muốn vậy đâu không muốn hả vậy sao lúc ba gặp lại mẹ ba không nói với mẹ là ba đã có vợ rồi rõ ràng là muốn giấu giếm mà tại lúc đó ba nhét nhưng nhờ có ba mà mẹ con mình không phải ở dưới quê một nắng hai sương Thà đừng có gặp Thà là một nắng hai sương còn hơn là phải sống kiếp chồng chung con thấy á, ba chu đáo, lo tan cho hai mẹ con mình như vậy á là ba có trách nhiệm lắm rồi. Gặp người khác là bỏ luôn đó. Lúc đó, con muốn trách thì cô không biết trách ai. Con hay quá ha. Bây giờ bên ba chậm chập à. Được rồi, muốn theo ba thì theo luôn đi. Mẹ ơi, dù sao đó cũng là ba con mà. Mẹ cũng là mẹ của con vậy. Tôi đã bị gãy chân rồi Tôi đã hài lòng chưa Tại sao anh lại nói như vậy chứ Em cũng đâu có muốn đâu Đó chỉ là một cái tai nạn thôi chứ bộ Tai nạn Cô đừng có nói gì nữa hết rồi. Bây giờ anh có gãy hết 36 cái xương sườn Em vẫn cho ra đời quyển sách đó cho anh coi Đừng có hòng mà gây sức ép với em nha Nè Tôi sẽ kiện cô Và cái tội Cô đã dám bôi nhọ danh dự của tôi <laughs> À, trời, dôi, trời ơi, đau quá trời ơi, làm cái gì vậy Trời ơi, đỡ cái chân bên này lớn. À, ơi, có... lên Bên à, này ơi, đỡ nè Đâu có cái chân này à, đẹp nè đẹp Trời ơi, dạ? Đuôi, dạ? Đuôi, dạ? Đuôi, dạ. cái chân của tôi sắp liền ra khỏi đây nè Trời ơi dạ, dạ, dạ. Đó, Thôi thôi, đi đi. Phòng cứu lẹ. đi 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 đi, không biết có sao không nữa Đúng là nhà giàu đứt tay bằng ăn mày đổ ruột mà Dù gì đi nữa thì tôi sẽ dẫn cho ra đời quyển sách đó cho anh coi Vì nó tụi con nghe nha Ở trên đời này á, không có ai thương con bằng mẹ hết trơn á lớn hết rồi mình trưởng thành hết rồi suy nghĩ kỹ đi ai mang nặng để đau mình ra mẹ ai chăm lo bú móm thổi lọt lòng mẹ rồi ai nấu từng bữa cơm cho tụi con ăn mẹ rồi ai thức đêm thức hôm chăm sóc lúc tụi con bệnh thì mẹ thì mẹ không mom mệt trời ơi bấm mẹ mấy thứ thì mẹ chứ không lẽ là gì quên quên cũng là mẹ tôi mới học anh văn mày mà sao gì cứ nói hoài vậy ê mà vô duyên nha mày trời ơi mày hồi mày nhỏ là tao có công tao xúc bình sữa nè thai tả nha có quyền lên tiếng nha nè tương lai tôi sẽ là mẹ cho nên tôi <laughs> phải học bài trước để tôi có kinh nghiệm tôi dạy dỗ cái con Đây, sếp nè sau này con tôi không có chuyện mà không biết nghe lời tôi vô phúc vậy đâu nha biết con vậy thôi thà mình đẻ trứng xong cái buồn buồn mình đập úp la mình chiên chơi chứ đẻ gì chưa đau sống gì dã man quá hơn người ác độc còn với cái mà ăn trứng con mày là sao Ờ Đúng rồi đó Thì tao nói ví dụ chứ bộ Vậy cũng tin nữa Trời ơi Tao nói thiệt tụi bây chưa làm cha làm mẹ tụi bay không biết Đẻ con mà nó không nghe lời mình nữa trụ tức chào máu Bất hạnh lắm luôn Tôi là người vô phúc nhất nè chị à, kìa mẹ Có chồng á Chồng thì không quan tâm Con cái thì không thương Có ai mà nhớ đến tôi nữa đâu Dì nói tôi con nghe ông bà mình có một câu á, nghe hay lắm. Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào đó. Quá à. Còn nghĩ mẹ thì như nước trong nguồn chảy ra, phải không? Rồi là mẹ già như chuối chín cây vỏ lai mẹ hoài vậy. Con phải một côi rồi, một côi khổ lắm biết không? Bởi vậy nghĩ vậy mà thương mẹ đi tụi con, nghe không? Thôi chị ơi tụi nó bây giờ đủ lông đủ cánh rồi đâu còn nhớ tới mẹ nữa có khi mình lại làm dướng chân tụi nó nữa mẹ sao con không thương mẹ được hai anh em con thương mẹ nhất trên đời á <laughs> đúng không anh hai ờ vậy thì con cũng nói luôn mẹ mẹ là số một của con á nếu thương tôi á tại sao mấy người dọn về ở chung với người ta à hai cậu dạ phương cúc dạ. về rồi hả chưa xe ơi đang còn đứng quay trước kìa Xùi thiệt ừ. sao cái số của tôi nó đen dữ như vậy ta cái này là do sếp chứ không có số nào đâu à, ừ. nè tôi nói gì đâu à, dạ dạ ý ý em nói là do cái số mới làm sếp như vậy chứ không phải sếp làm như vậy cho nên cái số nó không phải như vậy cái à nói chung là thôi đi càng ngày càng nói chuyện vớ va vớ vẩn <laughs> sếp thấy sao rồi sếp đau như chưa bao giờ được đau Trời ơi tôi nhìn sếp à, quá. Sếp ơi để, để em hát cho sếp kia Để em hát cho sếp kìa Vui lên đi em hỡi em Thôi 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 Anh thôi, đừng có hát nữa là tôi vui... đau nhiều hơn nữa Ơ à, bác sĩ à. ảnh có sao không bác sĩ Ờ, à, Tình hình rất là nghiêm trọng à, Cảm ơn bác sĩ nha à. Sếp ơi Sếp Hả? À. Cô Cúc đi về rồi sếp ơi đúng là hết tình hết nghĩa có khác ờ bác sĩ lấy phim về rồi kìa dạ à xin chào đã có kết quả Ồ. rồi nè liệu uh, bác bác sĩ tôi có bị cưa chân không trời ơi cầu trời đừng có như vậy nghe sếp sếp là một vị tổng giám đốc mà thiếu đi một chân còn đâu là bản lĩnh của đàn ông nữa không lẽ sếp đi cái thỏ ừ. cái thỏ vậy Xì ừ. ừ. lắm ôi ừ. anh thịnh chỉ bị gãy một ngón chân cái thôi ừ. Hả? Ừ. Anh Phát! Anh thấy Anh Phát! Anh, Anh tỉnh gì đi! Đừng có xúc động quá! Gãy cái ngón chân cái à! Đâu có gì đâu! Tại sao? Tại sao sếp gãy một ngón chân cái mà tôi không đau lòng được đúng không? Ngón ngón ng chân cái của sếp đã bị gãy rồi! Bây giờ th thời quanh liệt còn đâu nữa sếp? ồ Sếp sao em thấy đâu có gãy gì đâu ta? Đâu? Bá, à, trong... à, Cậu bậy à, bạ ra quen. đi! Trời! Sếp ơi! Chỉ cần bó bột ngón chân anh lại là có thể xuất hiện. ừ, Hú hồn, mừng quá Vậy là không đến nỗi nào rồi Bác sĩ Tôi không muốn bó bột Chỉ riêng cái ngón chân cái này Mà à? bác sĩ bó bột cho tôi cả cái chân này luôn ừ? Ủa, tự nhiên bó bột Toàn bộ cắn chân chi vậy sếp Sao vậy sếp Không cần thiết phải như vậy đâu à... Anh chỉ bị gãy ngón chân cái thôi mà à... Nè, tốn bột lắm nghe là tôi đi Khổ quá Tôi á là muốn chắc chắn gãy một ngón Bố bột cả chân Chắc làm sao hết Càng ừ. an toàn Ủa Người ta là ai vậy mẹ Ờ Thì Con có đi luôn đâu mà mẹ nói như vậy Cô Hà thì không có muốn ba về ở Mẹ thì lại càng không nữa Bây giờ ba chỉ có mấy anh em tụi con thôi à Mẹ mày á Ngoài hai anh em tụi bay còn ai nữa Giờ tụi con đi qua bển hết á Rồi ở đây á, ai ở với mẹ Ừ? thì còn gì đó gì thôi nha bây giờ là tạm thời thôi mai mốt tôi lên xe bông rồi ai đây tôi là tôi không thể nào tôi vì em gái tôi mà tôi không có đi lấy chồng được đó vì dễ bệnh mẹ tụi con ở đây cô đơn cô đơn buồn lắm ta nói cô đơn cô đơn nỗi đau còi đời lạc lóng như vô tình hôm <laughs> <laughs> qua mới đi karaoke với ông phát nhiễm vì nói như vậy á tại vì gì là chị ruột của mẹ con Dì cứ đặt mình vào tụi con đi Là con của ba con đó Lúc đó thì dì sẽ không trách tụi con nữa Đúng rồi đó Tụi con hả Tính tạm thời ở với ba để chăm sóc ba thôi mẹ ơi Tại vì mẹ có biết không Từ hồi đó đến giờ mẹ chăm ba nhiều lắm Bây giờ hả Ba không biết làm gì hết á Nếu mà không có tụi con nữa Thì ba sống sao được nữa Chăm sóc như vậy á Mà ba vẫn ấm tâm ấm teo đó Nếu mà không chăm sóc á Chắc ba trông gieo luôn á Thành người vô hình luôn á Mẹ có phải mẹ muốn ba không còn trên đời này nữa không mẹ đúng rồi mẹ <laughs> mẹ sao anh lo chuẩn bị làm cho tôi đi bác sĩ thôi được rồi tôi chuẩn bị bó cái chân cho anh luôn anh chờ chút nha anh chuẩn bị bột cho thật nhiều và bó cái chân này to và hoành tráng ừ. dạ em cảm ơn bác sĩ bác bác sĩ nhớ nhớ bó mà bột gạo đừng bó mà bột mì độc lắm cùng dạ vậy hả sếp Sếp để ý hả sếp Mà đúng rồi Em thấy cũng lạ nha Gậy có ngón mà bó cả chân Chắc là có vấn đề nè Đúng rồi nè Cậu thì biết cái gì chứ sếp Sếp Bây giờ cậu gọi điện báo cho vợ tôi biết Là tôi đang bị trọng thương Dạ Dạ vậy em lấy điện thoại bấm gọi cho Phương Cúc hả sếp Sếp ơi Bà Phương Cúc đi về rồi sếp Tôi nói là vợ tôi Phương Phương, Phương, Phương Cúc Cúc cái gì à. Dạ dạ em gọi ngay ạ à nè cậu hãy nói là tôi thật đáng thương nghe tôi cần nhiều tình cảm để vượt qua nỗi đau này các cậu phải làm rõ cái sự tội nghiệp của tôi nghe dạ vậy nếu tính ra như lời sếp á em phải nói dối chị dân hả sếp trời khổ cậu quá ừ. không hiểu ý ừ. sếp gì hết để tôi gọi cho dạ dạ sếp yên tâm nghe sếp dạ ờ dạ con ăn đi con Dạ mẹ ăn đi mà ừ. Ừ. Được ăn cơm thịt bữa nào á là đỡ bữa đó Chứ ở bệnh Tại vì không có mẹ Con cũng đâu dám đòi hỏi gì đâu Thôi đừng có nịnh tôi nữa Từ ngày cậu có người yêu á Cậu còn nhớ tới ai đâu Tôi biết quá mà <laughs> Ăn đi con Dạ Alo Phát hả Có chuyện gì vậy Cậu bình tĩnh đi, làm ơn đừng có khóc nữa có được không? Tại sao ông trời đối xử với tôi như vậy? Quay! tôi có tội tình gì chứ hả? <laughs> sao lại đối xử với anh sếp mà? Trời à, à, Tại sao lại đối xử với sếp tôi như vậy? Sếp đâu có tội tình gì đâu. Cậu nói cái gì tôi không hiểu. Làm ơn đừng có khóc nữa mà. Dạ. Sếp ở đây em nói là anh Thịnh Anh Thịnh bị tai nạn chị Hả Ở đâu Có nặng không Nặng lắm Nặng lắm Nếu chị không tin thì Chị hỏi thằng cũng đi chị Nè Trời ơi tội nghiệp lắm chị ơi Tội lắm Thê thảm lắm Nói thiệt Chị ơi Em gọi điện cho chị Chị tới liền đi chị Em sợ không kiếm đâu chị Trời đất ơi Bình tĩnh bình tĩnh Nói với ảnh là có trường lâm về thăm ảnh nha Thôi được rồi mẹ con tôi vào thăm ngay có chuyện gì vậy mẹ bà con bị tai nạn hả? bây giờ phải vào bệnh viện nhanh thôi con à thật hả mẹ quá, wow. diễn thấy ghê luôn vô <cười> <cười> sếp thấy được không sếp <laughs> à, cũng tạm tạm tụi em làm diễn viên được không sếp à, em quên nói với sếp có con sếp đến thăm nữa đó sếp sao trường lâm về nước rồi sao à. À, vậy là gia đình sếp sắp sửa được xâm hợp hả dạ nè một lát nữa ờ, các cậu phải phối hợp nhịp nhàng để kéo tình cảm của tường lâm về phía tôi nha. Dạ. nghe dạ nghe rõ xếp yên tâm đi ừ. tụi em làm tốt mà xếp cái tạng lương là được rồi dạ. nè 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 nếu không làm tốt thì sao dạ uhm? dạ dạ dạ, dạ coi như tụi em chưa nói gì hết ừ. dạ, chào, dạ bác chào bác sĩ bác à. xin chào phần bó bột đã chuẩn bị xong à, dạ tốt lắm đó. giờ mình qua bên đó nha ok bột nhiều chứ Dạ đủ hết rồi ạ à. Chỉ chừa chỗ nạp vào và xả ra thôi Ờ Tốt đi, Mà... đi đi Dạ bác sĩ Rồi Để xếp đi Để Nè 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 Cái chân này cái chân này Dạ đỡ đỡ chân đó đi mày Rồi Đi 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 sao đi đi sau À dạ <laughs> không biết là có phải ông giỡn trò gì không Mày chú đó không dám giỡn vậy đâu mẹ ơi nhưng ba con thì dám mẹ nghi lắm đó hả à, anh cung anh phú ủa? ủa cậu lắm lâu quá không gặp cậu khỏe không <laughs> mừng quá gặp mừng ghê chân tay mặt mũi nó còn đầy đủ hết á à. phát cậu bình thường lại có được không à, cậu mới về nước hả vậy mà hở nói tụi này ra sân bay đón cậu trời ơi lâu ngày không gặp cậu đẹp trai hẳn ra đó hả tiếng này mà làm người mẫu là nổi tiếng liền luôn á <laughs> Đâu có, anh nói quá à. Cỡ cô Lâm á, không có làm người mẫu đâu Cỡ cô Lâm á, phải làm diễn viên Siêu sao quốc tế đóng những bộ phim bơm tấn của Hollywood Ví dụ như Tom and Jerry Hay là Du Sư Tử, còn ha Cái đó là phim hoạt hình mà anh cũng Ồ, vậy hả, ý lộn Cái đó tiếng Anh gọi là cartoon đúng không Cậu là phải đóng những bộ phim như Titanic gì đó yeah. Thôi được rồi Cung Lúc nãy cậu gọi cho tôi Là ông thịt như thế nào Có thật như là lời cậu nói không À, ba em sao rồi anh tội nghiệp sếp lắm cậu ơi anh bị tai nạn bất ngờ tình hình như ngàn cân treo sợi dây thần kia sợi tóc <laughs> à, sợi dây tóc một sợi tóc mỏng manh móc vô một cái cân nặng 70 kg ừ. chỉ cần một cơn gió thổi nhẹ là nó đứt thôi cậu là phát và... chính xác là anh thịnh bị cái gì cậu đừng có nói lòng vòng nữa có được không cung nói đi cung Dạ. Ờ ba em sao vậy anh cung? Dạ. Ba cậu bị gãy chân. Người ta đang bố bột trống á. Tình hình tương đối phức tạp. Đang chấn thương. Đang chấn thương. Rất là đáng thương. Nói chung á là rất là tội nghiệp. Nói chung á là Bây giờ cuối cùng là ông bị gãy chân có đúng không? Nhưng mà tại sao ông dạ. bị gãy chân? Dạ cái chân ảnh ra vào cái ghế nghe một cái cốc chân <laughs> xuống kịch kịch máu giăng tung té bộ ghế dậy bánh chạnh nhưng mà tại sao lại bị da vào ghế như vậy dạ chắc anh thích cái dạ, gì? Cái đó em không biết dạ tại vì anh tới nhà cô phương cúc nên bị té cái gì vậy trời ơi cậu thại lái quá tới nhà cô phương cúc rồi bị té ngã tôi biết ngay mà à, phương cúc là ai mà nghe tin quen quá vậy mà đó là người tình của ba con Dạ chị ơi chị đừng có nói gì tội nghiệp quan cho sếp lắm Chị dạ, cùng nói giỡn cho vui thôi Chứ bấy lâu nay sếp đâu có gặp mấy ngày rồi à, Dạ không mấy tháng rồi không có gặp Dạ đúng không cung đúng không? Dạ, dạ dạ đúng Dạ dạ đúng ừ, Lâu lắm rồi lúc mới gặp lại Hai người tưởng chừng không nhận ra nhau luôn á Con mũi Con mũi à, Tưởng tượng hay quá ha Ở bệnh viện á Phương nó nói gì với mày với Hà vậy Có gì đâu Ông nói là ông không tin nổi Hồi xưa ông làm vậy Bây giờ ông là con người hoàn toàn mới rồi Trời ơi Chuyện là bún phương Rồi sao Mày dân hạ chửi nó một trận đúng không Đương nhiên Phải cứng rắn vậy á Vậy nó mới sợ Mình đàn bà phụ nữ không được ủy mị Đừng có hồng nha Ê rồi con hàng sao Thì cũng vậy luôn chứ sao Ừ đúng rồi Phụ nữ thời nay á mình phải như vậy để cho đàn ông ấy, nó dẹp bỏ liền cái suy nghĩ là Không có đàn ông ấy, thì đàn bà mình sống không có được Nằm mơ Không có tụi nó Mình vẫn sống khỏe re Ê Tới bệnh viện có gặp ông Phát không Ủa vừa mới nói là không cần đàn ông Sao mà suốt ngày cứ Phát 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 Không dám đâu Xin lỗi Vậy à. ai là người quý mị đây ta Ờ à, thì tao quen miệng tao hỏi thôi Có gì đâu <laughs> Trời xin lỗi mày Ông Phát là nghĩa địa gì nằm mơ đi có đâu <laughs> trời ơi sao sân trả của tôi đáng thương quá vậy sếp sếp ơi sếp ơi. Sếp, ơi, sếp chú ơi ừ. đừng cử động nhiều quá tôi nếu không tôi biết phận không? của tôi rồi tôi đáng thương quá phải không cô anh anh có thấy sếp hay quá không quá quá luôn chứ hơi gì không ngờ sếp chịu đựng của sếp thật đáng nể ba con này ba ờ, ủa con trai <laughs> con về thăm ba sao sao con về không báo cho ba biết dạ con về sáng nay á ba mà ba thấy sao rồi ba bị nặng lắm hả ba bác sĩ nói ba nặng lắm ba thật không ngờ là cuối đời ba lại bị một tai nạn thảm khốc đến như vậy <laughs> ba ba đi đâu để té vậy ba con cũng biết quan tâm đến thân già này sao dạ con về thăm mẹ ờ à, với con về thăm mẹ Ừ, chắc là phải thăm ba Con thương ba Nên con chuyển hết cổ phần cho mẹ Chưa đủ hay sao Ba không cho con quyền lựa chọn Nếu con về thăm mẹ Thì không cần đến đây thăm ba Ba đã có vệ sĩ lo cho ba rồi Ôi đau quá à, sếp, à, sếp, sếp sếp Con mệt sếp, mặt sếp, sếp, ơi sếp, đau Các cậu có thấy tôi đáng thương không Quá, quá đáng, đáng thương luôn, sếp ơi Kẻ bị thương tật Thì đáng được đối xử như thế nào Dạ, mình phải nâng như nâng trứng Hưng như hưng qua Vậy là cuộc đời của tôi Đã làm vào bước đường cùng rồi hay sao Thôi ừ. Ừ. Anh thôi đi có được không Vở kịch này hay lắm đó Các cậu làm gì vậy Các cậu muốn tôi chết lắm đó hả à, vậy, dạ, dạ, dạ không, dạ, thì dạ. không có Vợ tôi không thương tôi Con tôi quay lưng cho tôi Rồi về với các cậu hả anh thịnh à con nó mới về anh không thể nói được một câu cho tử tế hay sao tôi đang tưởng cô đang kiệt sức trên cái ghế chủ tịch tập đoàn kia mà anh không cần phải mỉa mai tôi như vậy đâu xin lỗi mọi người tôi phải đưa bệnh nhân vào phòng bộ vẫn chưa cứng đúng bây giờ tôi đang cần được yên tĩnh nè 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 cho tôi ở trong phòng với hùng phương Thần tôi bây giờ bỏ đi rồi dạ xin lỗi mọi người tôi còn một cuộc họp nên phải đi trước con ở lại với ba một chút nha mẹ ừ trên tuổi về sớm nha con dạ chú phương cũng ở đây hả anh Phan? ờ chú phương bị mất trí nhớ tạm thời ba cậu muốn nói chuyện cậu nhiều lắm á ờ thôi cậu lo chuyện của cậu đi dạ em vô mẹ có gì anh gọi cho mẹ nè rồi rồi alo em nghe nè chị À, chị nghĩ sao về những điều anh Phương nói Em cũng không biết là có nên tin ảnh thật lòng không nữa Không, không có tin được đâu Bây giờ ông muốn nói gì mà chả được Đầu tiên là ông chủ Tới đồng nghiệp Bây giờ tới người trong nhà cũng về phe ổng Em không hiểu nổi Sáng mai cô có rảnh không Em mà không phải hầu ông Phương á, thì em rảnh vô cùng à, Sáng mai tôi qua đón cô nha Cô thấy chưa? Ba tan nát như vậy nè. Ba mẹ con. Tôi bận hợp nên đi trước. Cô thấy không? Vậy là ba không hiểu mẹ rồi. Mẹ không bao giờ cười trên nỗi bất hạnh của một người nào khác. Dù mấy bữa nay ba không phải với mẹ. Nè, con định về đây để trách cứ ba hay sao? Bà phải ngọt ngào với bà trong khi bà nắm hết tiền bạc. Địa vị của ba hay sao? mà con nghĩ chuyện này là do ba chứ không phải là do mẹ đâu. kể cả cái chuyện mà gãy chân của ba chắc cũng có liên quan gì tới cô người mẫu đó. Mà, mà tại sao con biết ba bị? Ờ hiểu rồi. tôi có nuôi hai con ông trong tay áo. mà hồi nãy mẹ con cũng nghe chuyện đó hả? mà muốn người ta không biết thì trước hết mình đừng nên làm ba. nhưng mà ba đừng có lo. mà con nghĩ chuyện ba với cô Phương Cúc cũng không làm mẹ buồn nữa đâu. Bà, ba, ba là không có gì với cô ta hết. Con biết không, cô ta giật dây để cho ra một cuốn sách nhảm nhí. Cuốn sách đó đã thiêu quỷ tác danh của bà. Ủa, có chuyện đó sao ba? Cô ta gọi đó là tự truyện. Trong đó biêu riếu ba. Tất nhiên là có nhiều đoạn thêm mắm thêm muối vào. Bà tới đó để năn nỉ cô ta đừng làm như vậy. Bây giờ con thấy đó ba phải vậy nè ủa chân ba khỏe rồi hả ủa trời ơi ừ. cẩn thận đâu, đâu. quá Chỉ tại ba bắt xúc cho nên quên nổi đau thể xác ba đừng có cử động nhiều nữa nha ba anh bị cái gì mà nhăn nhó quá vậy Ê. ủa chú phương Ê. chú khỏe lại chưa ai đây con là tường lâm nè ha tường lâm vệ sĩ hả hả con à, chú Phương á, à, bị mất trí nhớ. Chú nè, nó con tôi, thằng Tường Lâm á. À, dạ, con nè. Hai người đã từng thân với nhau, nhớ không? Em không có ấn tượng gì hết. Ủa mà anh bị cái gì mà ghê gớm vậy? Nhìn anh giống xác ướp Ai Cập. <laughs> chuyện của tôi dài lắm. Đó là một câu chuyện bi thương. Còn thằng Lâm à, nó ở bên Mỹ, mới vừa về cậu không nhớ cũng phải thôi nè mà tôi nằm trong phòng với cậu liệu có làm phiền cậu không có gì đâu mà phiền anh bây giờ em thấy không có chuyện gì đáng để phiền hết em sắp được xuất viện rồi vậy à vậy lúc về cậu định ở đâu chuyện hồi trước em có hai vợ anh có biết không ừ ừ Tôi... tôi đâu có bị mất trí nhớ mà quên chuyện này. Không có người nào họ cho em ở hết. Nhưng mà em nghĩ họ làm như vậy cũng đúng. Tôi cũng bi thảm chẳng khác gì cậu. Mỹ Vân thì muốn lấy hết của tôi. Một kẻ khác lại đang muốn xuất bản cuốn sách nói về đời tư của tôi. Vậy đó, tôi nghĩ rồi. Khi nào mà cậu ra viện, Tôi kiếm một căn nhà nào đó Và tôi với cậu ở chung Tôi còn nợ ơn cứu mạng của cậu mà Bây giờ em thấy Con người mình nó nhẹ nhõm Nó thanh thản <laughs> Mà hình như là Con tim em nó đang rung lên anh à Cậu nói cái gì Cậu 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 bị bệnh tim nữa hả Ủa Sao mà tội nghiệp chú Phương quá vậy ba Nó đang rung lên Vì một người phụ nữ À. ờ <laughs> vậy là tôi hiểu rồi cậu cậu quyết định theo một người và bỏ một người đúng không <laughs> một người và một người nè tôi hỏi nghiêm túc nghe vậy cậu theo ai theo cô hà hay là theo cô ánh em theo phương cúc <laughs> Hồi nãy con có gọi cho ba Ba nói là đêm qua ba đau chân Ba ngủ không được đó mẹ <laughs> Con cứ yên tâm đi Đó chỉ là chuyện nhỏ thôi Ba con là người ưa hoạt động Bây giờ nằm một chỗ Bị gò bó nên mới dậy thôi mà Dạ mẹ đã nhất quyết thì thôi Con cũng không cản nữa Nhưng mà ly dị Có phải là cách không mẹ à? Trường Lâm mà Mẹ đã quen không có ba con rồi Dạ, lúc nào con cũng đứng về phía mẹ hết á. Mà mẹ có biết là cô người mẫu đó vừa xuất bản ra cuốn sách gì đó không mẹ? À, có. Chuyện đó thì ai mà không biết hả con? Mẹ, mẹ không sợ cuốn sách đó sẽ ảnh hưởng đến uy tín của nhà mình hả? Con trai à, tập đoàn của mình lớn như vậy. Không cần phải quan tâm tới chuyện của ta làm gì đâu. Cũng chẳng làm gia đình mình bị ảnh hưởng đâu con à. Dạ, con biết rồi mẹ cậu nói là cậu thương Phương Cúc hả? Chắc là vậy. Em đang nhớ cô ấy da diết. Trời đất ơi. Nhìn xuống đây mà coi. Cậu có biết Phương Cúc là ai không mà dám nói yêu Phương Cúc? Phương Cúc nói: "Em là một người tốt." Em nhìn vào mắt Cúc Em biết Cúc rất là chân thành. Ánh mắt ấy hút hồn em. Một ánh mắt rất dịu dàng. Một dáng đứng dễ thương. Cậu gan quá. Cậu chưa biết Phương Cúc là ai đâu. Một con sư tử, một con cọp và một con báo. Và một con mèo rừng nó trộn mấy cái đó lại là Phương Cúc á. Em không hề thấy điều đó. Em chỉ thấy cô ấy là người tốt nhất và đáng tin cậy nhất em tin vào trực giác của em lắm trời ơi cậu đem cái trực giác của cậu á à, em bán về chai đi phương cúc á à, khủng khiếp lắm em sẽ làm theo lời mách bảo của trái tim em cậu <laughs> không biết là cô ta đang sắp đẩy tôi xuống mồ hay sao vừa độc ác vừa xảo trá trơ trẽn em đã nói là phương cúc tốt tốt nhất là số một đó bởi vậy cho nên là em sống trong ước ao em sống trong khát khao là phương cúc là phương cúc đời em chỉ có phương cúc <laughs> mệt quá tại cậu quên hết rồi cậu nhớ không ngày trước á, cô ta là tình nhân của tôi bây giờ lại muốn xuất bản một cuốn sách nói về nó <laughs> cậu nói đi đó cô ta tốt là tốt chỗ nào mà hơn nữa cô ta làm cho mỹ dân á, lý dị tôi khiến cho tôi sống dở chết dở đây nè nè chứ cái chân à cái chân à cái chân què này đây nè cũng do cô ta chứ đâu bó bột ban đầu nhiều dữ vậy hả còn nữa cô tiên của cậu là nỗi ám ảnh kinh hoàng của tôi đó sau khi nghe anh nói em đã phát hiện ra được một chân lý chân lý gì khi bị thất tình Người đàn ông sẽ lộ ra bản chất thấp hèn. Ai thất tình vậy? Anh với ai? Chắc anh bị Phương Cúc á, không đáp lại tình cảm của anh. Nên anh thấy em với Phương Cúc yêu thương nhau. Anh ganh tị, anh nói xấu cổ. Thật sự, em thất vọng về anh quá. À, trời ơi, tôi, 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 tôi hận cái, cái nhớ của cậu quá đi. Nè, tôi cảnh cáo cậu, tôi khuyên cậu một lần nữa nha đừng bao giờ đụng tới phương cúc nghe chưa <laughs> anh trai là nam nhi đại trượng phu chúng ta có thể cạnh tranh công bằng <laughs> anh đừng có lấy nạn đè người như vậy không vui tí nào đâu <laughs> không biết mình làm vậy có đúng không nữa chị chị suy nghĩ cả rồi mình phải làm cho rõ ràng chứ mình có sai gì đâu mà phải sợ chào ờ, à, dạ. Dạ, anh xin lỗi Chắc đã hẹn cô... anh tới đây mà còn bắt anh chờ nữa dạ không sao dạ ờ mời, à, mời nghe cô nói muốn nhờ tôi tư vấn về vụ ly dị chồng à dạ vậy xin lỗi trong hai cô ai là người muốn ly dị cả hai hả à, vậy hai cô lần lượt kể về trường hợp của mình đi giống, dạ, giống nhau. nhau. vậy là chồng các cô đều cùng một tật à chồng chung mà tôi nói với anh tôi sẽ mua hết số sách đó tôi không cho nó tuồn ra ngoài dù chiếm một tự nhiên lại bị băng bó nằm một chỗ như vậy sao không nếu tôi không bị gãy chân chuyện đó đối với tôi là chuyện nhỏ mà anh đừng có bỏ qua cái mối quan hệ làm ăn giữa tôi với anh sao anh nghe tôi nói đã anh nên phát alo alo <laughs> vậy là hiểu trời cao có mắt cậu mới nói cái gì anh đừng có nóng đàn ông á vì tình mà mất bạn khó coi lắm trời ơi cậu thấy rồi đó nàng thơ của cậu làm tôi mất mối làm ăn rồi đó Hừ. có khi tự nói chuyện điện thoại một mình anh thì sao có trời mới biết nè điện thoại nè cậu gọi điện thoại lại nói chuyện với ông minh phát giùm tôi đi coi có phải vì nàng thơ của cậu đã hại tôi hay không thôi 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 em không biết gì hết em không nghe em không biết không thấy Đó, nè 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 cứ lại <laughs> ý ý anh phương đi đâu rồi cha nội tập thể dục cho tinh thần sảng khoái ừ anh sếp ở trong phòng hả Sếp ông nói á Công chuyện làm ăn của ông á Bây giờ vô ngõ cục rồi Tội ông thiệt Cái gì cũng phải có cái giá của nó thôi Câu nói ở đâu hay quá vậy Tôi không nghĩ á, là một người có cái đầu óc mà Tàu hủ như cậu mà nghĩ ra được câu nói ừ. hay thiệt Xin lỗi à Sao không có Chẳng qua là vì ông bà nghĩ ra hết trơn rồi Tôi không có cái gì sáng tác ra nữa thôi ừ. Chuyện <laughs> ừ. gì vậy trời Gì vậy Bác cười lắm Cười gì? Giờ tôi với ông Thịnh là tình địch của nhau Nào luôn ơi. Trời ơi <laughs> Nhưng mà kẻ thắng á, chắc chắn sẽ là tôi <laughs> Gì nữa đây? Tình địch làm sao ông nội? mắc cười lắm Gì <cười>, cười? Ông Thịnh á Ừ à, Có yêu thương gì đó Phương Cúc sao không kể tôi nghe Hai người đó là tình nhân với ừ. nhau có gì đâu mà kể chán nhách chán phèo à. Em hả? Thôi thôi, em không phải là người thích ưa xí xí yêu chuyện người khác đâu nha. Thiệt ra đó, khỏi cần hỏi con biết, sức mấy hai người đó. ông huh. là sếp của hai người mà. <laughs> nè, nói nghe nè, anh khỏi cần phải nôn nóng. Mới mốt cuốn sách của Phương Cúc mà xuất bản á, lúc đó anh đọc nó mới hay. Chờ tới khi anh nhớ lại mọi thứ, chính anh là người biết chuyện đó rõ nhất. Bây giờ anh kể lại tôi nghe coi, hai bà vợ anh nói gì vậy? Dẹp yeah hai cậu không nói mắt bới gì tôi ngu tôi nói ừ. ê phơ phơ ừ. trời em thích ảnh hồi xưa hơn chân thành và cởi mở bây giờ ổng giống như là ma bư mất trí vậy anh ừ. biết chuyện đó không ổng mà ma bư cái gì ổng uh, làm mai cây thì có Ổng nhát. Ừ. thôi đi vô đi con xếp ra sao ừ, kìa đi. đi đẹp như vậy thì hèn gì con đang làm gì vậy mẹ Ừ. dạ con đang check mail mẹ vậy hả mẹ con mình đi thôi con dạ mẹ xuống dưới trước đi có gì con thay đổi con xuống liền ừ vậy mẹ chờ con ở dưới dạ ừ người thân của tôi không ai đến thăm tôi không ai gọi điện hai người phụ nữ của đời tôi hát hủi tôi ừ. thứ duy nhất đem lại niềm vui cho tôi ừ. là công việc Bây giờ cũng không còn Vậy ừ, mà các cậu ừ, cũng bỏ mặt tôi ừ. Dạ Sếp ơi, tại kẹt xe nên tụi em tới trễ Thông cảm, tha lỗi cho tụi em nha Sếp đói chưa Chờ từ sáng đến giờ mà không đói <laughs> Dạ, tụi em có mua chứa nướng cho sếp <laughs> Dạ, ăn đi, đi sếp ơi, Cái gì Tôi mà ăn chú nướng hả? À? Ủa, tại em nhớ lần trước sếp nói sếp thích ăn chú nướng mà Sếp, cái này ừ. ngon lắm sếp, vừa giòn vừa thơm nữa là sếp Khổ lấy quá. ra lấy, lấy 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 thôi có còn hơn không một tổng giám đốc lần danh giờ ăn sáng bằng chuối nướng à Trời ơi. Để, để 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 em gãi cho gãi đi ê uh, hey. uh, 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 xin lỗi xin lỗi ủa sếp sếp bị thương có ngón chân cái không mà sao sếp đội băng tập lưng vậy sếp À, xin lên ừ. trời ơi gái đi gái dạ, gái dạ, gái dạ, gái dạ, dạ, gái 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 đây gái Ừ. tôi đã từng là một người thành công trong sự nghiệp hạnh phúc trong tình cảm vậy mà bây giờ cuộc đời tôi chỉ gói gọn trong một chữ không không nhà không tiền không vợ không việc không và không trời dạ, dạ. Dạ. thôi thôi, thôi. Dạ, chào bác sĩ đỡ hơn chưa chào dạ, bác sĩ Dạ cũng đỡ rồi giờ Và... Nhưng mà ngứa lắm Có ngứa lắm không anh Hay để tôi tháo bột cho anh nha ừ, thôi, thôi, thôi 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 Cứ để đâu đi Tôi chịu đựng được mà Nè Gãi 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 Dạ 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 Ờ à, nè Mà tại sao tay cậu ướt như vậy Dạ Chắc tại em cầm chú à, nước hết sếp <laughs> Trời ơi ừ. Vậy cậu còn cách nào ác hơn nữa hay không vậy Tôi sẽ trần lương của cậu dạ để, để em đi rửa tay rồi vô cải tiếp. Ôi trời trời.ủa anh Phương đâu rồi? Dạ em mới thấy ảnh ở ở vườn hoa. cũng có lý. cái cô kia làm cho ổng gãy chân. rồi nói chuyện điện thoại ổng nhắc tới quyển sách gì đó. vậy là sao ta? không lẽ cái ông thịnh này ông nói thiệt? Ai... nhức đầu quá. Tôi là ai? Tôi là ai vậy? Để tôi ra nói cho anh biết. Hôm nay bệnh viện cho anh xuất viện. Thôi chúc anh mau lành bệnh nha. Dạ, 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 cảm ơn bác sĩ. Dạ, dạ, dạ. Hôm nay anh Phương Anh ra viện. Anh về đâu vậy ta? Cậu ta muốn về nhà Phương Cúc lắm rồi đó. Trời. Ê, dạ, dạ, sếp còn ngứa không? Để em gãi tới à, sếp nghe. Gãi, 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 gãi. Chào anh. Chào ừ. mọi người. Ờ, ủa chào hai cô ủa chân anh bị sao vậy ờ tôi bị té trên sân tennis hình như may mắn không mỉm cười với anh và đám vệ sĩ của anh thì phải <laughs> chắc là tháng này tôi bị xui vậy hai cô đi tìm hùng phương hả dạ anh phương đâu rồi anh chắc là nó đang đi hóng mát rồi ừ, chúng tôi muốn giải quyết dứt điểm vụ này đó hai cô đừng có bắt chước vợ tôi mà lấy dị hùng phương nghe chính xác chúng tôi muốn dứt điểm vậy hả vậy hiền quá vậy hai cô ngồi đây chơi để anh phát đi gọi hùng phương về để cho các cô ly dị ảnh phát sao sếp đi gọi anh hùng phương về hiểu không dạ cái này bây giờ tôi không hiểu thì từ mà nghĩ việc à, dạ em em hiểu rồi sếp yên tâm ừ. em sẽ đi gọi hùng phương dạ à, hai chị ở chơi em đi gọi hùng phương <laughs> ủa hai cô có ăn chú nướng không bây giờ chú gì cũng không thèm hết Trời, ơi, Hồng Phương ừ? Bảo tới rồi Mày thùng hả, trời quán mây tạnh mà Bảo tố cái gì Trời ơi, khổ quá, Bảo là Hai bà vợ của anh đang đi tìm anh đó Mọi người tìm để thăm tôi nữa hả Không phải, hồi là đi dị với anh Thăm thăm cái cột khí Anh nhớ là hết mọi chuyện chưa Nhớ cái gì Tôi đang nhức đầu muốn chết đây nè Mà hai bà kia có giận dữ không đang buồn buồn sát khí luôn Bây giờ anh phải trốn đi Đừng có gặp mặt bà Nếu mà gặp mặt á là, là Nếu mà anh gặp mặt là bả đồ ly dị là anh sẽ ba cái đồ Là sao Có nghĩa là ba cái không đó Không gia đình nè, không con cái nè, không vợ nè Anh sẽ trở thành không là không Hiểu không Trời ơi sao được mặt ra vậy Trời ơi anh ơi họ tới rồi bỏ trốn xuống đi Chạy đi đâu bây giờ tr tr trốn lại trong này đi Nhanh lên leo vô Chạy bất xuống Trời Cái gì vậy Tao bị mất trí nhớ chứ tao đâu có khùng Mày kia tao sao? chạy xuống đây hả Cái hầm á nhảy xuống đây cho chết hả Chạy 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 đó đi a à, Vậy thấy đối tượng Đúng rồi Xuống không rồi. À. <laughs> Ây da Ây da hay, Có sao không Lẹ lẹ đuổi theo Trời ơi Xui quá à. Té về một rồi cũng không rớt nữa Nếu mà rớt té mấy lần mình cũng chịu nữa Đứng lại Đứng lại chưa Hữu Phương Đứng cứ cứ lại Hữu Phương Đứng lại Đứng lại Đứng lại không chạy cái chưa Hả Đứng lại chưa? Đứng lại chưa Đứng lại, lại, chưa? Đứng lại. lại. Hả Ê, Anh trở ra đi Thả ra Thả ra Thả ra Thả ra Dừng lại Tôi quân Tôi quân Đó

Bây giờ hai à, à hai con muốn gì? Lý gì? Chết thiệt. Cái này chắc là do vợ tôi suối nè. Trời, xong rồi sếp ơi. Nè. Cậu chờ. nam một vương đừng có ký, đừng ký, đừng ký. Không, đừng phương ký phương em, mà đừng ký là tôi đi ăn mai Chị em tôi cũng biết nói vấn đề này ra ở đây không tiện. Nhưng mà anh cũng phải ký vào những cái giấy tờ này. Giấy tờ gì vậy? Đơn ly dị, đừng giả bộ nữa. Còn đây là giấy chia tài sản, bởi vì anh và tôi không có đăng ký kết hôn. Nhưng mà giờ ký vô chỗ nào? Anh đừng nghĩ tụi tôi lợi dụng anh trong lúc anh mất trí nhớ, nếu nhanh có nhớ lại thì cũng vậy thôi. Ký đi, đúng như vậy. <laughs> Chết tôi rồi. Chết khổ thân tôi. Tình hình nguy quá. Cô quá nguy. Hai người làm như vậy là vì quá giận tôi phải không? Anh nên tôn trọng quyết định của chị em tôi ký đi anh anh vẫn hy vọng hai người tha thứ không không ký, ký đi. đi ký cái gì bây giờ anh quên mất cái bản chữ cái rồi hả chữ hùng phương viết như thế nào vậy các em cái này là anh giả điên khiên đồ mỹ chứ đâu có mất trí nhớ anh ký đi bây giờ anh đang mất trí nhớ rồi không có ai bắt một người mất trí nhớ <laughs> Mà lại làm những việc mà mình lại không hề hay biết gì hết. Hơn nữa, anh cảm thấy mình bỏ một lúc hai người như vậy. Anh rất là vô trách nhiệm. Khi nào anh nhớ lại mọi chuyện, anh sẽ tôn trọng quyết định của hai người. Cho anh hỏi thăm mấy đứa nhỏ. Em. Hùng Phương hay Yeah! Hùng Phương vô địch. Hãy hôn Phương. Hành phương. Hành phương.